Rừng sâu khả ái vô cùng, chỗ người phàm tục ngại ngùng bước chân, vì không tìm kiếm dục trần, bậc ly tham sống mười phần hân hoan. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Dạ, Nam Mô Bích Thầy Giả, Nam Mô Tham Ma Giả, Nam Mô Sa Tha Giả. Con kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tự Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ cô tu nữ Tự Duyên, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị đã đông để chị nhà thần cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 99 ạ. Rà na ni ya ni a na ni giác tha na ra mà tỷ cha ni vì ta ra làm sanh tí na tí ca ma và quế si ni ra ma ni cha ni a văn nha ni giác tha na ra mà tỷ cha ni vì ta ra làm sanh tí na ti ca ma a ya ve si ni khả ái thay nói rằng chỗ người phàm không vì ly tham ê thích vì không tìm dục lạc, đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. A ya ma ra ma ni ya a ni a văn nha ni giác tha na ra mà tỷ cha lâu vì ta ra ra là miệng sống tí na tê ca ma là vệ si lô đường sâu khả ái vô cùng cho người phàm tục ngại nhìn bước chân thì không tìm đến dục trần bậc ly tham sống mười phần hân hoan. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, cảm ơn Vinh Bát Thanh Na đã bắt lại ạ. Dạ, kính mời chị Cẩm Ngân ạ. Dạ, sa thủ Sĩ Trần Đạo. Nam Mô Bút Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sẵn Kha Giá. Con kính hình lễ Đức Phật, con kính hình lễ Giáo Pháp, con kính hình lễ Đức Tăng, con kính hạnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu Pháp Cú số 99. Ramani Yani Aranyani Yathana Ra Mati Chano Vitaraga Ramit Santi Na tê ca má gá quê xí nô ra ma ni ya ni a ra nhà ni giác tha na ra má tì chan chá nô quy tá ra gà ra mít san tí na tê ca má gá quê xí nô ra ma ni ya ni a ran nhà ni giác tha na ra ma ti cha nô quy tá ra gà ra mít san tí na tê ca má gá quê xí nô khả ái thai núi rừng chỗ người phàm không ưa vị ly tham ưa thích vì không tìm dục lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Rừng sâu khả ái vô cùng, chỗ người phàm tục ngại ngùng bước chân, vì không tìm kiếm dục trần, bậc ly tham, sống mười phần hân hoan. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm nhân đã ôn bài xong, và mến mời bàn tay của cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, sa thú lành thay. Dạ, kính cảm ơn chị. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá.
Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng thẩm minh hạnh đại đức tuệ đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý tiền nam tín nữ. Và cảm ơn rạng đông Ngọc Quỳnh đã cho biết nghe rõ. Và cảm ơn Vinh Quách Thanh Á đã bắt bài. Bây giờ tự nhiên xin đọc kinh Pháp Cú số 99. Ra ma ni ya ni a rành nhà ni ya tha na ra ma ti cha nô vi ta ra ga ra mi san ti na te ka ma ga we si nô ra ma si ya ni a rành nhà ni ya tha na ra ti cha no vitara ga ramit santi nate kamaga vesino ramaniya ni aranyani yathana ra mati chano vitaraga santi namaga vesino ramaniya ni aranya ni yatha naramati chano vì ta ra gà ra bích sàn tí nát tê cà má gác quê xí nô khả ái thay rừng núi, khả ái thay núi chỗ ngừng vì tham ưa thích, vì không tìm dục lạc. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Rừng sâu khả ái vô cùng, chỗ người phàm tục ngại ngùng bước chân, vì không tìm kiếm dục trần bậc ly tham, sống mười phần hân hoan. Phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Và tự nhiên đã ôn bài xong. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của Quỳnh Quách Thanh, kính mời Quỳnh ạ. Dạ, kính mời Quỳnh cầm mic Quỳnh ơi. Và thành đạt thì nãy giờ kể mà không được coi. Kính cảm ơn sư tăng nhiệt tình, sư tăng đồng, cô chú nữ tuệ duyên. Dạ, con xin được kể lại bài kinh Pháp Cú số 99. Ramaniya ni aranya ni yathana ramati chano vita garaga rami santi nate kamaga vesino Ramaniya ni aranya ni yathana ramati chano vita raga rami santi na te kamaga vesino ramaniya niyaranyani yathana ramati chano vita gara rami santi tane
Chamagavesino. Khả ái thay núi rừng, chỗ người phàm không ưa, vị ly tham ưa thích vì không tìm dục lạc. Bản dịch của Ngài Minh Châu: rừng sâu khả ái vô cùng, chỗ người phàm tục ngại ngùng bước chân, vì không tìm kiếm dục trần, bậc ly tham sống mười phần hân hoan. Bản phổ thơ của Ngài Di Đức. Dạ Nam Mô Phật Tha Giá. Dạ còn xin xuống mic kính mời Sư Tề Nhật Huyền. Dạ sa thú kính cảm ơn mình Thanh Đăng. Dạ cảm ơn huynh Quách Thanh Á xích rằng đông cho nhục huynh biết được tín hiệu. Xích Thành Kiểm ơi, có chức máy không, có ôn bài được Thành Kiểm ơi. Alo, alo. Xích Thành Kiểm có nghe được âm thanh nhục huynh không? Bữa nay giờ này chưa thấy Thina vào luôn. Dạ kích nhục huynh kính lễ cô tu nữ thăm má chá rí dừa dào đào tràng. Dạ cô ơi, cô chuẩn bị nha. Nhục huynh nè. Ôn bài xong rồi kính mời cô nha cô. Dạ bữa nay là ngày của Thượng Tọa Tuệ Quyền, có lẽ sư vào trễ một chút nên kính mời đạo tràng. Cảm ơn huynh Quách Thanh Á cho bài học. Ramani ya ni aranya ni ya tana ramati cha no vi ta ra ga ra mi san ti na te ka ma ga we si no Ramani ya ni aranya ni ya tana ra tam ya tana ramati cha no vi ta ra ga ra mi san ti na te ka ga ma quê xí nô Ramani ya ni aranya ni ya taranamati cha no vi ta ra ga ra mit san ti ta te ka ma ga quê xí nô Khả ái thai núi rừng, chỗ người phàm không ưa, vị ly tham ưa thích vì không tìm dục lạc. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và cô tu nữ thăm má chá rí nghe được thì xin mà cho tín hiệu để Nhật Quỳnh nhận mít đến cô. Và con thành kính đảnh lễ Đức Tịnh Đạt vừa quan năm vào đạo tràng. Và con xin được kể ạ. Ramaniya ni aranya ni yathanara mati chano vitaraga ramit santi na te kama yawe sino Ramani ya ni aranya ni yathanara mati chano vitaraga ramit santi na te kama yawe sino Ramani ya ni aranya ni yathanara mati chano vitaraga ramit santi na te kama gawe sino Rừng sâu khả ái vô cùng, chỗ người phàm tục ngại ngùng bước chân, vì không tìm kiếm dục trần, bậc ly tham sống mười phần hân hoan. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh thấy cô tu nữ thăm má cha trí đã ổn định rồi. Dạ, cô có thể cầm mic không cô? Cô có cùng đạo tràng ôn bài không? Cô cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ. À.
Dạ con, Đại Đức Tịnh Đạt đã cho chúng con biết là cần ta tại quyền vào trễ. Dạ không là cô ơi, bữa nay thượng tọa tề quyền vào trễ nên Nhật Quỳnh mới mời cô đó, chứ nếu không là Nhật Quỳnh cũng không có dám mời đâu. Dạ bây giờ được không, bây giờ cô đưa tay được không cô? Đó Quỳnh quá thanh đã đưa đưa cái thông báo bự lên luôn đó. Alo, ô Thina nữa nè, mời Thina ơi. Dạ vậy là chị thích nghe thứ cả. Dạ xa thú vậy. Vậy con xin thỉnh pháp sư luôn. Dạ. Không mời nữa. Dạ, dẫn cô tu nữ thăm má cha rí rồi. Dẫn cô rồi, mời hoài không lên dân luôn rồi. Dạ xa thú lành thai. Con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Đức đã cùng chúng con ôn bài Pháp Cú Kinh số 99. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ tại duyên Vinh Quát Tha Ná Xích Trần Đạo Xích Sạng Đông đã hoan hỷ lên ôn bài. Dạ cũng kính tri ân cô tu nữ Thâm Má Chá Rí và cũng cảm ơn Thi Na vào trễ luôn. Dạ Nam Mô Bích Tha. Dạ bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh trắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Dạ cảm ơn Vinh Quát Tha Ná cho bài học. Dạ hôm nay chúng con qua phẩm mới, phẩm ngàn. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sanh. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều chẳng như được nệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp ba mươi lăm hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăm thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khẩm chúng ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng câu pháp cú kinh số 100. Nhật Quỳnh kính chúc đầu tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Xin kính lễ chư Tăng cùng với tất cả quý vị có mặt ở trong diễn đàn pháp cú kinh. Và xin cảm ơn quý vị cho biết được tín hiệu âm thanh. Vừa nãy thì Thượng tọa Tiêu Quyền có thông báo rằng sẽ vào, thì đang có việc bận. Hy vọng rằng Thượng tọa Tiêu Quyền sẽ vào kịp giờ để mà giải câu kệ ngôn pháp cú số 100 mà chúng ta sẽ học trong ngày hôm nay. Tịnh Đạt sẽ thích nghĩa sơ lược về duyên về cái từ vựng cho câu kệ ngôn pháp cú số 100 của bài học ngày hôm nay. Trước khi đi vào bài học thì Tịnh Đạt cũng xin cung thỉnh chư tăng và tất cả quý vị chúng ta cùng lễ bái tam bảo tóm tắt.
Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Sakkhato Bhagavata Tammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangkhang Namami Sathu. Hôm nay chúng ta học qua phẩm phẩm kế tiếp, đó là phẩm ngàn Sahasawaka. Ngàn hay là nghìn, ngàn hay là nghìn, đó là cái số lượng. Ngàn hay là phẩm nghìn, Sahasa là một ngàn hay là một nghìn. Thì bắt đầu cho phẩm xa xá, phẩm ngàn này, thì chúng ta bắt đầu bằng câu kệ Ngôn Pháp Cú số 100. Và câu kệ Ngôn Pháp Cú số 100 có nội dung như sau. Sahasamapichewaja anathapada sanghita ekangata padang sayo yang suto upasamati sahasamapi cewaca ananta pada sanghita ekangata padang sayo yang suto upasamati. Dầu nói ngàn ngàn lời nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tịnh lạc. Dầu nói ngàn ngàn lời nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tịnh lạc. Bản Việt ngữ của ngài Hòa thượng Thích, ngài Hòa thượng Minh Châu. Bản Việt ngữ văn xuôi của ngài Chánh Thân. Lời nói chỉ chừng những câu bộ thì một từ có ý nghĩa còn tốt hơn nếu sau khi nghe được an tịnh. Đó là bản Việt ngữ văn kệ và văn xuôi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về ngữ vựng, sơ lược ngữ vựng của câu kệ Ngôn Pháp Cú số 100 này. Sahasa mapi cewaja anatha pada sanghita ekang atha padang sayo yang suto upasambati. Dạ, quý vị có nghe được âm thanh không ạ? Chúng ta thích nghĩa từ vựng cho câu kệ Ngôn Pháp Cú này. Câu thứ nhất là Sahasa Mapi Chewaja. Sahasa Mapi thì chúng ta có cái từ là Sahasang cộng với Api. Sahasang cộng với Api. Sahasang có nghĩa là một ngàn. Một ngàn hay là một nghìn. Hay là bây giờ cái từ là một ca đó, chữ ca thay chữ ngàn, chữ nghìn đó. Api là cũng. Chê là nếu. Chê có nghĩa là nếu. Qua cha. Qua cha là lời nói. Qua cha là lời nói. Câu thứ hai, anatha pada sanghita. Anatha pada sanghita. Chúng ta có cái từ là atha pada sanghita cộng với lại cái tiền tố anna.
Ná có nghĩa là không, và áp thá là có nghĩa, ý nghĩa. Pa đá là cái từ ngữ. Sanghita, Sanghita là cung cấp. Chúng ta có cái cụm từ ghép là Anathapada Sanghita. Chúng ta tách ra là chữ ná cộng với Attha cộng Pada cộng Sanghita. Không, chữ ná là không ha. Attapada là lời nói ý nghĩa. Anathapada là lời nói không ý nghĩa. Sanghita là chứa đựng. Cái từ này chúng ta tách là ra làm sao đây? Nếu mà để tách ra để hiểu là á ná nè cộng áp thá cộng pa đá cộng sanghita. Chữ ná là không, áp thá pa đá là cái lời nói vô nghĩa hay là lời nói vô bổ. Chữ sanghita là chứa đựng, giống như là một câu nói nhưng là nó chứa đựng cái ý nghĩa vô bổ. Là chúng ta có thể hiểu như vậy. Một cái lời nói mỗi mà có cái ý nghĩa chứa đựng cái ý nghĩa vô bổ, vô nghĩa, không có lợi ích. Câu thứ ba, e căng atha pa đằng say yo. E căng atha pa đằng say yo. E căng là số 1. E căng là con số 1, số đếm thôi quý vị. Attha pa đằng thì chúng ta vừa thấy là attha pa đằng là attha là ý nghĩa, pa đá là lời nói hay là từ ngữ, câu nói. Thì attha pa đá là một lời nói có nghĩa hay là có lợi ích. Sayo, sayo là tốt hơn. Sayo là hơn, là tốt hơn. Một lời nói có nghĩa tốt hơn, tốt hơn một lời nói có nghĩa, mang lại ý nghĩa, mang lại lợi ích, mang lại sự tiến hóa, mang lại sự tiến bộ, mang lại cái niềm vui, hạnh phúc, mang lại sự an vui. Chữ Attapada nó có nhiều nghĩa như vậy. Đương nhiên thì trong câu kệ này có cái ý nghĩa chuyên môn ở trong Phật pháp. Câu kệ câu thứ tư, câu cuối cùng là văn su toa upasammati. Văn su toa upasammati, văn là đó, văn ở đây đó cũng ám chỉ cho là cái chữ e căng áp thấp ba đăng là cái một lời ý nghĩa đó. Nhà chữ văn đó. Sau khi nghe upasammati, upasammati là cái sự vắng lặng. Upasammati, sau khi nghe được an tịnh, được vắng lặng. Như ta vừa thích nghĩa sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 100 này. Một lần nữa, câu kệ ngôn pháp cú số 100. Sahasamapi cevaca anathapada sanghita ekang atapadang sayo yang suta upasammati. Dầu nói ngàn ngàn lời nhưng không gì lợi ích, tốt hơn một câu nghĩa
nghe xong được tịnh lạc, hoặc là bản Việt ngữ của Ngài Giới Đức. Dẫu cho ngôn ngữ trăm ngàn, nói điều vô ích chỉ bằng suông thôi, tốt hơn ý chữ ít, ít chữ ít lời, nghe xong tịnh lạc, sống đời vô ưu. Đó là bản Việt ngữ của Ngài Giới Đức. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Thượng tọa Tuệ Quyền vẫn chưa có vào trong diễn đàn, thì xin phép Tuệ Quyền vào diễn đàn cho Tịnh Đạt trình bày thêm một vài cái ý nghĩa liên quan đến câu kệ ngôn pháp cú này, và một lúc sau nữa thì quý vị sẽ được nghe Thượng tọa Tuệ Quyền giảng dạy rộng rãi về cái duyên sự cũng như là ý nghĩa theo sự giảng dạy của Thượng tọa Tuệ Quyền. Kính thưa quý vị, rằng câu kệ này chúng ta sẽ được liền, chúng ta sẽ hiểu được bởi vì nghiệm chúng ta của các cũng mang nhà chúng ta thường nói cho có đầu có đuôi, nói cho lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thì chúng ta có những cái câu ý nghĩa tương tự ở trong cái câu kệ ngôn pháp cú này. Đương nhiên thì cái phần mà chúng ta được dạy dỗ ở kinh nghiệm xã hội, cái kinh nghiệm ngoài đời đó, thì nó vẫn còn hạn chế ở trong cái việc đó là của người thế tục trần gian. Còn gì mà Đức Phật Ngài nói ở đây, nó mang một cái ý nghĩa, đó là an tịnh thực sự, an tịnh vắng lặng một cách không còn phiền não, không còn vẩn đục của cái tâm hồn phiền não. Cái từ sahasa, 1000 hay là 1000, thì đây là một cái số lượng, chứ không phải là con số mà được đưa ra ấn định. Là ý là có thể chúng ta có thể nói cho dễ hiểu hơn là những người hay có nhiều chuyện để nói, chúng ta tránh có nhiều chuyện để nói, có nhiều chuyện để bàn luận, những người có nhiều cái đề tài để bàn thảo. Nhưng những cái đề tài đó, những cái chuyện nhiều đó là do tin tức thời sự, do là sách báo, do là đi ngóng ở ngoài đường, ngoài xá, rồi trong cái cuộc hàn huyên buổi sáng, cà phê hay là buổi ăn cơm trong gia đình, thì mang ra lại bàn thảo, nói. Nhiều khi không phải là để cho người đối diện, mà nói vì bản thân mình, nói cho thỏa lòng muốn nói, và không để ý đến là cái lời nói nó có là gây bất lợi cho mình hay gây bất lợi cho người, hay là cái lời nói đó nó mang lại cái ý nghĩa xây dựng tốt hơn hay không. Cho nên rất là dễ xích mích, dễ mất lòng cái lời nói. Càng nói nhiều thì càng bộc lộ cái lỗi lầm nhiều. Cái người một cái lời mà ví von rất là hay. Sở dĩ tại sao mà con người chúng ta lại có hai cái lỗ tai nhưng mà chỉ có một cái miệng, thì đây là một cái lời ví von, tức là cần phải lắng nghe nhiều hơn để và nói ít lại, thì đó là một cái người có cái sự tiến bộ.
còn mà tranh giành nhau từng câu chữ, hơn thua nhau từng cái lời ăn tiếng nói thì chắc chắn rằng sẽ có nhiều cái phiền phức xảy ra. Cái thứ hai mà ở trong câu kệ ngôn pháp cú này nói rằng Anathapadang hay là Athapadang. Anathapadang là vô nghĩa, mà nói cho rõ hơn là vô ích, vô bổ. Rồi Athapadang là cái lời có lợi ích, cái lời có ý nghĩa là như thế nào? Ở trong chú giải thì có giải thích rõ cái chỗ này để tránh cái sự nhầm lẫn của những người học Phật. Bởi vì chúng ta nghe nói rằng những lời có ý nghĩa thì chúng ta nghĩ rằng ở nói cũng là những người nói những lời có ích hay sao? Giống như là những người dạy cho chúng ta cách kiếm tiền mưu sinh, rồi những người dạy cho chúng ta cái cách hơn thua, cái cách sống khéo léo, thì đó cũng được xem là lời có ích. Nhưng ở trong trường hợp này, đối với những cái lời đó nó chưa là gì cả so với lời dạy của Đức Phật. Trong chú giải ghi lại rằng chữ Anathapadang và Athapadang cũng giống như là một cái đề tài nói về thiên nhiên, nói về vũ trụ, nói huyên thuyên, không có điểm dừng, thì được đó cho là lời vô ích nhảm nhí, không có mang lại cái sự xây dựng phát triển cho cái sự là trao dồi trong sạch thân tâm. Và cái lời thực sự á, là những lời liên quan đến đạo lộ giải thoát, liên quan đến con đường thoát khổ. Và những lời nói đó khi cái người đối diện nghe xong thì lập tức người ta trở lại một cái trạng thái quân bình, trở lại một cái trạng thái an tịnh. Quý vị thử để ý tại sao không phải là đất nước Sri Lanka hay Thái Lan là những nước Phật giáo, khi mà trong gia đình có những người thân, có những cái người bạn qua đời, người đời đến chia buồn á, thì chia buồn đôi khi nói những cái lời theo cái kinh nghiệm của mình, nhưng mà cái nỗi buồn nó không có vơi đi. Trong khi đó thì thỉnh chư tăng, các vị có cái sự tu tập đến để quán tưởng, thì bên cạnh đó các ngài lại nhắc nhở gia đình một cái lời pháp thoại, nhắc lại những cái bài pháp, những cái câu kinh mà Đức Phật ngài giảng về cái sự vô thường, thì lập tức ở trong gia đình có cái sự quân bình lại, tâm không còn xúc động, tâm không còn sầu não, trở lại một cái sự quân bình. Thì đó là cái ý nghĩa, cái lời nói ý nghĩa, chứ không phải đơn thuần là cái lời nói được lòng, lấy lòng là cái lời nói được áp dụng ở chỗ này, mà là cái lời nói làm sao cái người nói và cái người nghe đều đạt được một cái trạng thái an tịnh. Và cái chữ an tịnh ở đây đó, Upasamati phải được hiểu đó là cái sự an tịnh của một bậc thánh, một vị thánh nhân. Tại vì ở trong cái câu chuyện duyên sự tích sự, duyên sự pháp cú đó, thì một lát nữa chúng ta sẽ nghe được giảng dạy thêm. Cái trong câu chuyện này, Tịnh Đạt xin được tóm tắt là một cái anh chàng làm nghề thủ phủ, đao thủ phủ là một cái nghề là chuyên tử hình, chuyên tử hình tù tội. Và cái tử hình ngày xưa đó, so với bây giờ thì nó còn rất là thô thiển, bằng cách là bêu ra pháp trường để mà chặt đầu.
Giống như chúng ta xem ở trong phim, xem ở trong những cái bộ phim cổ trang đó, thì chúng ta thấy rằng có những cái hình ảnh rất là rùng rợn. Thì cái người nghề đao thủ phủ này trong suốt là 55 năm, một là thời gian hơn nửa cuộc đời, đối diện với cái cây đao lấm lem máu, và đối diện với lại cái sự than van khóc lóc đau đớn của người tử tù, và với cái gọi là cái tâm lực không có sợ hãi trước cái những cái cảnh hãi hùng như vậy, bởi vì trong thành không ai dám làm, chỉ một mình người nào. Thì quý vị thấy rằng là khi mà có cái dịp cúng dường đặt bát và nghe cái thời pháp, lời nhắc nhở khuyến khích sắp tấn của ngài Xá Lợi Phất, một vị phải nói là đại đệ tử của Đức Phật và rất là khéo léo trong cái việc tiếp độ những cái hạng chúng sanh có duyên lành khác nhau, thì cái người đau thủ phủ này đã chứng được cái đạo quả Tu Đà Quần. Và Đức Phật đã kết luận rằng không phải là cái lời nói nhiều hay nói ít được so sánh trong cái lời dạy của Đức Phật, mà là cái lời nào dầu cho là ngắn gọn xúc tích nhưng có một cái thâm hậu thâm sâu, năng hướng dẫn hướng người đó thoát khổ, thì đó là cái lời nói Atthapada. Quý vị rằng con xin được kính lễ Thượng Tọa Tuệ Quyền vừa mới quan lâm vào trong đạo tràng. Thì kính thưa Thượng Tọa rằng trong lúc mà Thượng Tọa chưa vào trong diễn đàn, con có thích nghĩa sơ lược về ngữ vựng và xin phép được trình bày vắn tắt thêm một số cái ý trong câu kinh cú này. Con xin đây đại diện cho đại chúng cung tỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền giảng giải thêm về duyên sự cũng như là ý nghĩa câu kinh pháp cú này cho hội chúng bài học ngày hôm nay, câu số 100 phẩm ngàn. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, chúng con xin cung tỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền ạ. Dạ, Thượng Tọa Tuệ Quyền có nghe được âm thanh của chúng con không ạ? Dạ. Dạ, chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa. Dạ, con chỉ nhắc lược bạch Thượng Tọa, thỉnh Thượng Tọa giảng thêm về duyên sự và ý nghĩa vậy. Dạ, con xin được xuống mic con cung thỉnh Thượng Tọa. Dạ, sa thú kính trí ân đến đại đức Tịnh Đạt. Dạ, xin cáo lỗi việc chút xíu, bởi vì chúng tôi có một cái thời kinh mà mình nói thành thật, cái tâm sự thật rồi. Hôm nay chưa Phật tử không nhớ chùa quá đi, không muốn đến chùa để dâng bông dâng hoa và muốn tụng một thời kinh từ cũng tiếng Phạn, đọc từ từ chừng vậy, cho nên chúng tôi dạ quý vị nghe lại chưa? Dạ cảm ơn quý vị nghe lại đi. Thì chúng tôi sẽ tiếp theo một cái cho nó đủ hết cái thời gian chứ không có giảng lại chi nữa, bởi vì đại đức Tịnh Đạt đã nhắc sơ qua cái tích truyện rồi. Thì ở đây nói đến một cái câu ý nghĩa của câu pháp cú đó, nó rất là lớn lao. Không phải học nhiều kinh nhiều kệ, mà nó lại là một điều mà chúng ta được cái sự tốt đẹp. Nhưng nói như vậy, chúng ta cũng phải hiểu. Dù nói 1000 lời nhưng không lợi ích gì tốt hơn chỉ nói một câu nghe xong được tịnh lặng.
chúng ta đừng có lấy cái câu này mà chúng ta nói thôi vậy thì không cần học nhiều, không cần phải biết nhiều, mà chúng ta chỉ biết biết một câu thôi, và thế là chúng ta tu và chúng ta chứng đắc. Dạ, thì nếu như vậy thì chúng ta không có hiểu cái ý nghĩa mà Đức Phật Ngài muốn nói trên cái câu này. Thế nào là một lời? Cũng như nói Tam Tạng Kinh Điển Pháp Bảo, Phật Ngài chỉ nói có hai lời, nói hai ý nghĩa thôi, nói lên sự khổ và nói lên sự chấm dứt khổ. Nói như vậy, rồi chúng ta nói bây giờ thì thế nào là nói lên sự khổ? Sự khổ ở đây là cái gì? Các pháp hữu vi nó ra sao? Rồi nói lên sự chấm dứt khổ, các cái pháp chân đế, đế hay là các cái mà gọi là đúc khăn mắt găng Ariya-sacce suốt, tức là con đường mà dẫn đến cái sự chấm dứt cái sự sanh tử đau khổ đó. Đó đâu phải một chuyện đơn giản, nó cả là một cái điều mà chúng ta cần phải có một cái sự duy lý suy nghĩ. Bây giờ đó, nó như là một giọt nước tràn ly, và một điểm số nữa là enter, là nó hoàn thành. Chúng ta phải hiểu tinh thần nó như vậy à, chứ không phải là chúng nghĩa dù nói ngàn lời nhưng không gì lợi ích tốt hơn nghe một câu, một câu nghĩa nghe xong được tịnh lạc. Mà quý vị biết tại sao mà khi mà ngồi nghe Đức Phật Ngài giảng thuyết hay chư hiền thánh tăng thở xưa là ngày ngày Sariputta, ngày Moggallana, ngày A Nan hay vân vân, hay các vị thượng thủ thanh văn hay chư hiền thánh tăng hay sau này các vị thánh đệ tử phải là các vị đệ tử Phật, chúng ta nghe được một câu đó thì chúng ta hiểu và chúng ta giác ngộ. Hay quý vị nghe một vị pháp sư hay một vị thiền sư chỉ dạy ta một pháp thôi, tự nhiên chúng ta nghe như là nó hoan hỷ từ thở nào, như là chúng ta đông đầy hiểu biết được khi mà niềm tin nó dạ con thỉnh thượng tọa thầy quyền cầm mic trở lại à, đạo tràng chúng con không có nghe được ạ. Dạ quý vị nghe chúng tôi nói lại chưa? Dạ quý vị nghe rõ chưa? Dạ cảm ơn quý vị. Bởi vì thông cảm chúng tôi dùng cái di động để chúng tôi giảng luôn đó, cho nên vì vậy có một cái điện thoại tới là chúng ta sẽ dễ bị tắt ngang liền. Dạ. Dạ kính thưa quý vị, mong quý vị quan hỷ. Thì đó nghe các vị đó ta giảng một câu kinh, tại sao mà chứng đắc? Không phải tu nhất kiếp ngộ nhất thời, hay là tự nhiên mình học ít đi, mình tu học ít, mình hiểu được bao nhiêu đó là đủ rồi. Ở đây là quý vị nhớ rõ cái chỗ này. Cũng như cái ông đồ tể này, mà ông giết bao nhiêu người như vậy, nhưng ông chỉ nghe Ngài Xá Lợi Phất đọc một cái câu đó, nói lên cái câu đó là ông ta hiểu. Ở đây thì chúng ta biết là cái duyên của Ngài tiếp độ cho ổng. Mà tại sao nói rằng rồi có một sự thắc mắc, ổng gây biết một điều cái tội lỗi đó, như điều mà tại sao mà ổng lại được coi như là nghe một cái ổng giác ngộ rồi coi như xóa tan một cái tội lỗi. Ở đây cũng nói thêm luôn, tức là cũng như là Angulimala vậy đó, gọi là Ahosikamma, gọi là vô hiệu nghiệp. Thì chúng ta đừng có bàn tới một cái chuyện mà chúng ta so sánh nó tại sao và tại sao như thế này và như thế nọ, thì nó không hợp lý, nó không đúng. Nhưng ở đây chúng tôi cũng chỉ muốn nói cho một chuyện một điều thôi, đó chính là cái gì? Chúng ta tu làm sao để chúng ta đi vào những cái điều khác hơn? Đó chính là cái gì? Là chúng ta góp nhặt những cái thiện sự, những cái công đức, những trí kiến mà hiểu đúng một câu nói này, một lời một câu nói mà đổi ngàn vàng, một lời nói mà đổi ngàn vàng đó. Thì một cũng như là hồi xưa nó có một cái chuyện mà cũng như là
chỉ nói một câu thôi mà đổi cả cả ngàn ngàn lượng vàng. Ai có mua một câu của ông ta mà đổi 1.000 vàng hay không? Có một cái điển tích nó như vậy, nhưng cái câu nó có cái gì? Đó chính là cái sự biết quý trọng. Mà hiểu được giá trị của cái câu nói đó đó, thì cả ngàn lượng, cả trăm lượng, cả triệu lượng nó cũng là tốt hơn. Thì ở đây cũng vậy. Một lời nói, bây giờ chúng ta nói, quý vị nhớ, cứ nhớ một vài điều mà, về việc như thế này đi. Nếu như mà chúng ta nghe Phật Pháp cũng như đó, chúng ta có cái duyên, câu duyên với cái vị nào đó, thì cái vị đó thuyết cho chúng ta nghe là chúng ta hiểu ngay. Dầu cho vị đó có nói như thế nào, nói một câu, nói ít lời, chúng ta cũng hiểu. Mà chúng ta không có duyên với cái người đó, thì nói trăm muôn ngàn điều, chúng ta cũng thế nào giác ngộ được. Bởi vì cho một trong những cái điều mà Đức Phật ngày chính ngày xác định đó, có những điều mà không thể được, đó chính là không có duyên thì không thể được. Những người mà hữu duyên với ngài thì cái điều đó chắc chắn là ngài sẽ tiếp độ được, điều đó chắc chắn. Còn không có duyên thì là không thể chuyển đổi. Thì ở đây chúng ta cũng phải nhớ cái ý nghĩa như vậy, chứ đừng có nghĩ rằng không cần học nhiều. Học một câu, cái câu là được rồi, nghe xong được tịnh lạc đó đó, cái câu kinh Phật dạy như vậy. Nhưng trong cái hàm tận, trong cái chiếc bán, nó không phải là một chuyện đơn giản như vậy, quý vị. Cũng như bây giờ đó là cái việc mà chúng ta thực hiện được cái nghề nghiệp mà nó tinh luyện, nó lào thông, nó tinh nhuệ đó, là do chúng ta đã làm quen, chúng ta đã có nhiều cái năm mà chúng ta mài dũa công phu. Rồi bây giờ người đó thì làm dễ mà, thì làm như vậy thì dễ, nhưng để được một thành phẩm đó đẹp mà nó tốt như vậy, nó không phải dễ. Nó phải được chuyên. Thì cũng như thế nào, một cái việc người ta làm mình thấy đơn giản, nhưng điều mà vào không phải giản đơn như mình tính. Và cho nó cái xây thì nó dễ mà, cứ vô cưa đục đẽo coi như là ráp vậy, hay hoặc là vào cứ làm như vậy, nói là một việc kệ, nhưng nó phải được nhiều cái khác nó phối hợp. Cũng như bây giờ đó, chúng ta đứng được nó do hai chân, đúng không? Đúng. Nhưng nó phải còn nhiều cái tác động khác nữa. Nó phải có lực hút, nó có sự nâng đỡ của trái đất này. Hay hoặc là chúng ta bước đi được như vậy, đó là do cái gì? Do cái gân, do cái chân của chúng ta nó khỏe rồi. Do chúng ta phải điều khiển. Nó phải có nhiều cái sự phối hợp. Cũng phải nghe xong, dầu nói một câu, nhưng một câu đó đó là nó hàm tận như thế nào. Một câu đó là người đó đã có nhiều cái người ta hiểu biết một cách tường tận. Chứ không phải học có một câu. Thí dụ bây giờ chúng ta học gì, học bây giờ bây giờ Phật dạy chưa một câu, giờ thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra, bây giờ hai cái đó thôi là đủ rồi. Đúng. Nói chuyện nó rất là hay, mà thở đi, thở ra thở vào hoài, tại sao không có cái, sao nó không được cái kết quả? Vì ấy chỉ được một cái định tâm hay được một cái niệm ở chỗ đó thôi, nhưng tại sao nó không tiến triển được? Bởi vì thiếu cái yếu tố của chánh tri kiến, thiếu yếu tố của samadhi thì mới chỉ có gọi là mới có niệm thôi. Tức là tri kiến này nó không có, cái chánh kiến này nó không có mặt. Chúng tôi ví dụ như vậy. Rồi vì ấy chưa có thành tựu về giới, vì ấy chưa có thành tựu định nó một cách vững chắc và kêu là tuệ phát sinh. Không bao giờ xảy ra. Và người ta mà nghe xong được tịnh lạc, sự thật kính thưa quý vị, phải nói rằng là vô lượng kiếp là người ta đã tu tập rồi. Cho nên vì vậy, và cái giá trị thực nghiệm nó cao cả hơn là trên cái giá trị lý thuyết. Bởi vì có dầu cho cái lý thuyết nhiều như thế nào, nhưng cái lý thuyết dựa trên cái lý thuyết đó mà bạn phải mà người đệ tử phải có sự xuyên suốt, phải có sự thực nghiệm. Bởi vì vào khi mà thiền tịnh, không cần phải nói, không cần phải giảng nhiều, không cần phải lập trình nhiều, nó là như vậy đó. Cho nên nhiều khi đó, tất cả cái gì mà nó được hội tụ, nó được đông đầy, mà nó được tốt đẹp, nó do nhiều nhân, nó do nhiều duyên mà nó tác động. Chúng ta hiểu được như vậy thì mọi việc trong cuộc đời nó là một chuyện bình thường.
tất cả mọi cái các cái pháp nào mà nó sanh khởi, nó đều có các pháp đồng sanh, có cái sự trợ tạo, có gọi là an nhát, may nhát bách chi dê nó bách chi vô, tức là hỗ tương với nhau, giúp qua giúp lại, hay hoặc là sambayutta bách chi dê nó bách chi vô, tức là có cái sự tương ưng, pháp này tương ưng với pháp kia, nó giống cái pháp kia, rồi pháp này là nó trùng lập với pháp kia và nó hỗ trợ pháp kia và nó tương qua như thế này như thế nọ, để chúng ta hiểu. Sự thật ra một điều thôi, đầu tiên quý vị có niềm tin, chúng tôi đang nói trên tinh thần thực tế của người đang tầm cầu Phật pháp, đầu tiên là chúng ta không biết gì hết, rồi chúng ta đi chùa, chúng ta lễ Phật, rồi chúng ta chỉ nhiêu đó thôi. Những điều thì ra Phật là như thế, thì ra phải hiểu biết pháp của ngài như thế, phải hiểu biết tăng như thế, thế là phải biết chúng ta biết làm phước, chúng ta biết bố thí, biết cúng dường, biết nghe pháp, biết thính pháp, biết làm các công đức, thì từ đó mới tiến tới. Nhưng tiếp tới cái là cái gì? Chúng ta là người có tri kiến, có niềm tin, là người Phật tử. Để trải qua được một tinh thần mà chúng ta có niềm tin, chúng ta có một cái thực hành các thiện sự, nó không phải dễ. Nó chỉ cái mà quý vị biết dứt bỏ tài sản tiền của, biết bố thí, biết cúng dường, biết làm các công đức, nó không phải là một chuyện đơn giản. Bởi vì tâm chúng ta tâm chấp thủ, rồi chúng ta bực bội, chúng ta khó chịu, mà chúng ta biết vượt qua, chúng ta biết tu tập, để chúng ta biết buông xả. Bực bội, khó chịu là khó chịu như vậy, không vừa lòng với người này, với người kia, với vị này, với vị nọ, nhưng tất cả chúng ta biết buông bỏ. Cái đó nó không phải là một sớm một chiều. Không phải biết bây giờ thôi quý vị bỏ đi, tôi đừng có giận quý vị đừng có giận tôi, cái 1, 2, 3 cái nghe rồi thôi đừng giận, giận cái đó là chấp thủ, giận cái đó là sân hận, cái thôi chúng ta bỏ được liền hả quý vị? Cái đó do người đó phải có cái tâm tu, người phải có cái tâm nội quán, nội tỉnh lại, và thế là người ta buông bỏ xuống. Chúng tôi ví dụ cái thực tế, rồi giờ tự nhiên cái quý vị bực bội ai đó, bực bội gia đình, bực bội người thân đó, thì chúng ta nói, thí dụ mình nghĩ đúng là nợ con, nợ cháu, nợ chồng, nợ gia đình, nợ thế này thế kia, mà thôi đi kệ, bây giờ buông bỏ đi. Tự nhiên mình dạy cái tâm của mình thôi, giờ mình không có chấp thủ nữa, mình buông bỏ đi, thì tự nhiên mọi việc nó sẽ là một chuyện. Nhưng nếu như chúng ta bực bội, chúng ta dạy mà các pháp nó vô thường, nó khổ não vô ngã, là bực bội, đây chính là những phiền não, đây chính là chúng ta làm khổ cho mình, mà chia vậy quan trái quán hờn, kết nối gì cho nó đau khổ, thôi kệ, sao cũng được hết. Bây giờ họ nghĩ sao, họ nghĩ kệ ta, người ta nghĩ gì kệ người ta. Rồi đây cuộc trầm luân sinh tử này, đến một mình, ra đi cũng một mình, cũng có mang ai theo, dạy gì mà đi mang mấy cái chuyện mà bực bội, mấy cái chuyện khó chịu này. Tại sao chúng ta hiểu được cái lý đó mà chúng ta tự nhiên chúng ta bỏ xuống được? Bây giờ Phật dạy buông bỏ, chúng tôi bỏ rồi, không có dễ nữa, không có dễ mà buông đâu. Phật dạy thôi, tôi phải biết coi như là thôi biết biết lấy từ bi xóa bỏ hận thù đi. Thế nào là từ bi xóa bỏ hận thù? Để chúng ta biết buông bỏ, để chúng ta biết phóng hạ đầu đau đây, để chúng ta biết quay đầu đây, để chúng ta có cái sự tha thứ, để chúng ta có sự cảm thông, để chúng ta có một cái sự vượt qua được. Rồi chúng ta thấy những cái chuyện bực bội khó chịu trước mắt chúng ta, rồi chúng ta làm sao? Thôi kệ, bây giờ mình không quan tâm chuyện của người, mình chỉ quan tâm chuyện của mình. Để được những cái tinh thần đó đó mà chúng ta làm được, để chúng ta vượt qua, thì nó cả một cái, nó nhiều các cái pháp hỗ trợ khác. Cái điều này thật quý vị. Nhiều khi tôi bực quý vị cũng bực tôi. Nhưng điều mà sao? Mình nghĩ đúng là cái duyên, hôm nay nó nghịch duyên, hôm nay nó thuận duyên, thì tự nhiên nó là một chuyện khác. Trời ơi, sao bực bội quá, sao sao tới giờ này nó như thế này, tới giờ kia nó như thế nọ. Tự nhiên chúng ta đã tự tạo cho mình một cái khổ, chứ có chuyện gì đâu. Đừng bao giờ tạo cho mình một cái ấn tượng, một cái sự bực bội, một cái sự khó chịu về người, mà chúng ta hãy luôn luôn nhìn người bằng một thái độ tích cực. Cũng như đừng bao giờ mình nhìn người ta xấu, đừng nói xấu người, đừng nhìn người ta xấu, đừng suy nghĩ người ta xấu. Chúng ta tập như vậy, mà chúng ta tập được, thì kính thưa quý vị, thì đó chính là giá trị tu của chúng ta đó. Biết buông, biết bỏ đó. Đừng có chứng minh cái sở tâm, sở tánh của mình. Tôi
tôi là người hiểu biết lâu, tôi là người đi chùa lâu, tôi là người tu lâu, tôi là người góp nhiều công đức thế này thế kia. Tự chúng ta suy nghĩ như vậy là chúng ta chết rồi. Mà tự chúng ta nghĩ, à thôi, hàng ngày như mọi ngày chúng ta làm các công đức. Thì đây chính là một cái pháp mà chúng ta lại tạo cho mình mỗi ngày một công đức, hay Pakatu Banisya, tức là cái thường cận, tạo cho cái thường cận của mình. Cũng như hôm nay cái sự thuyết giảng, khi tôi báo sự tình để tình đạt, đạt nói gì thôi con báo rồi để Đức bận đi, nó không cố gắng giữ đi, khi nào mà giữ được thì cố gắng giữ, sư cứ thuyết giảng đi, sư cứ giảng hết lời đi, rồi đến khi mà xong việc của tôi là tôi xuống, thì lúc đó một là sư có thể giảng tiếp, hoặc là tôi vô tôi tiếp lời sư. Thì cái cách đó chính là vì thôi bỏ đi không sao, thôi kẹt, buông là buông tất cả. Cái này chúng tôi nói thật chứ quý vị. Thí dụ như để tình đạt cũng giúp cho chúng tôi như vậy, để cho chúng tôi thoải mái. Nên như để Đức nói vậy thì cảm thấy chính là chúng tôi tác động, để Đức không có được làm như vậy. Những cái việc thiện việc làm, nếu như chúng ta đã là không làm thì thôi, chúng ta đã thiết cấu, thiết kết rồi, thì chúng ta cố gắng. Thì đó chính là cái gì mà không phải đơn giản được như vậy. Chúng ta biết quý trọng Phật Pháp, chứ không phải muốn nghĩ muốn làm, ngoại trừ cái lý do, cái đường truyền, đường mạng. Nhưng nếu mà đã được rồi thì chúng ta phải cố gắng hết sức chứ. Mà được cái tâm đó, mà chúng quý vị thấy để tình đạt cũng lên, cũng nhiệt tình lên để giúp chúng tôi. Mà quý vị biết giờ phút thứ 25 chúng tôi mới báo, và chúng tôi xuống và chúng tôi vào ngay liền. Cái đây không phải chúng tôi nói để khen chúng tôi hay hoặc là Đức Tịnh Đạt hay quý vị, nhưng nói lên tất cả chúng ta tập cái điều đó. Nếu quý vị bỏ một lần, bỏ là mai mốt sẽ bỏ hoài. Mà nếu như chúng ta cố gắng giữ hết sức mình, ngoại trừ không được nữa thì thôi, là chúng ta tùy duyên. Thì nếu mà muốn được cái đó là chúng ta cũng phải cái tôi luyện trên cái gì, trên cái sự cố gắng của mình, trên sự chịu đựng của mình, trên cái sự vượt qua của mình. Hầu như không phải tự nhiên mà được. Cho nên chúng ta đừng bao giờ ý y một câu đó rồi chúng ta không cần học nhiều, không cần phải tu nhiều rồi của mình, trước sau giờ mình cũng hết vô minh là thành đạo. Đúng rồi, hết vô minh thì thành đạo. Bởi vì không dễ dàng làm sao mà hết vô minh đâu. Mỗi ngày sư thánh, thưa quý vị, ngày hôm nay trên con đường hoằng pháp, tôi luôn luôn mong cái điều này có còn hơn không. Họ có công đức, họ có cái ý niệm tốt, mà họ chưa có niềm tin cũng là cái điều tốt rồi. Họ có niềm tin mà họ có như họ làm được một công đức này, họ cầm cái chổi họ quét, họ chùi một cái bình bông, họ lượm một cái cọng rác là quan hỷ lắm, quan hỷ lắm. Sự thật quý vị biết là bởi vì nhiều khi chúng tôi từ Phật tử họ làm, chúng tôi cũng xúc tác một cái điều mà chúng tôi cũng cảm thấy rất là mừng. Cái chỗ là quý vị biết, thí dụ như mấy ngày nay cái ngày mà nó dịch mà không có tới chùa được, để ra bây giờ này cũng còn cấm á, những điều họ xin tới họ được chân bông, họ lễ Phật một cái, mà quý vị biết mà cũng tránh xa, chúng tôi dặn họ cũng cách xa, rồi mình cũng chấp hành trên một cái nghị định, trên một cái điều mà giữ chung cho đại chúng, những điều mà đó để cách xa. Nhưng họ đi, chúng ta làm sao á mà cái tâm của chúng ta gắn liền với Tam Bảo, với chùa chiền, với Tam Bảo. Khi họ thấy họ không được nghe tiếng kinh, tiếng kệ, họ không thấy được hình ảnh của tôn tượng của Phật, tự nhiên họ cảm thấy họ nhớ, họ dai diết. Thì đó cũng là một ý niệm tốt đó. Rồi họ đọc những cái câu kinh mà chúng tôi cũng phải tiếng Bali cho chính họ, họ đọc được cái tiếng Bali. Rồi họ đọc được Tam Bảo, họ đọc được tập những cái bài dài. Thì hôm nay đọc thật là chậm để cho họ đọc theo. Thì dĩ nhiên nó phải chậm. Nhưng chúng tôi quý trọng trên cái chân tình đối với đạo, đối với Phật của chính họ. Mình phải biết đồng cảm, đồng thương. Và chính vì đó, nó có cái sự cách ngăn, nhưng họ cũng cố gắng để không phải bị một cái pháp lệnh của chính quyền, của nhà nước. Mình cũng không phạm phải, nhưng mà mình cũng không phải bỏ sót, mình cũng không phải cũng như là quá là cứng nhắc. Thì chúng tôi đó, kính thưa quý vị, cũng làm sao cho nó nhẹ nhàng, chứ không đừng có đứng gần, ngồi xa ra, chỉ một hai người vậy thôi. Nhưng điều mà kính thưa quý vị, cái tâm của họ đó là cái niềm tin,
Và cái niềm tin nó không phải là tự động mà có. Họ cũng đã làm, họ cũng đã tạo từ tiền thân cho tới hiện kiếp, cũng như là từ tiền thân. Quý lắm quý vị. Đó, cũng như một số người Phật tử này là ngày xưa đi qua đi lại chùa nhiều lắm. Họ địa phương mà, họ đi qua đi lại chùa. Nhưng họ không hiểu đến khi cái duyên họ tới, họ bước vào, họ mới được bước vào, rồi họ mới đọc kinh, rồi họ mới được nghe Pháp, và được dạy học Phật Pháp, thì họ mới có niềm tin, họ phát khởi, nó vững chắc. Thì đến lúc thì nó đến lúc đó, đó nghe xong và được tịnh lạc, thì nó đến lúc đến thời là nó phát sinh. Thì kính thưa quý vị, không phải tự động mà có đâu. Và chính vừa cả chùa chiền, chư tăng, cách sống, cách dạy, cách tu, cách hiểu Phật Pháp, họ đi nhiều lắm. Nhưng cuối cùng họ nói xa tận trên trời mà gần ngay trước mắt, lại không biết từ bao nhiêu nay bỏ uổng thời gian quá. Những điều mà, thì kính thưa quý vị, cái duyên nó chưa tới, thì cũng vậy, cái duyên nó tới đó đó. Khi một giọt nước là tràn ly, một giọt nước nó điểm. Thì chúng ta phải biết bảo vệ cái giá trị này. Và cũng vậy, cái nghịch duyên thì nó sẽ phá trận. Chỉ một cái điểm nghịch duyên đó mà nếu như không có đầy đủ, không có đầy đủ cái chánh tri kiến, là chúng ta sẽ bị khẩn ngay. Và chúng ta sẽ giảm, chúng ta sẽ thối liền. Thì ở trong tâm của chúng ta đó, kính thưa quý vị, có đôi khi chúng ta học ít, nhưng chúng ta biết tiêu quá ít. Đó cũng là một pháp tốt. Nhưng cái học ít chứ không phải là học một câu. Học ít mà chúng ta biết quý trọng giá trị bao la. À, chứ không phải học ít là do cứ như tôi học ít mà tôi hiểu tất cả, không có nói cái vậy được, không có tự, không có đại ngôn, không có có đại ngữ như vậy mà nói một cách quá tự tin, quá là sẵn sàng, thì chắc chắn chúng ta sẽ rất là nguy hiểm. Và cũng như kính thưa quý vị, ở trong cuộc sống, trong cuộc đời này, chúng ta là những người đệ tử tu tập, nghe một bài pháp, giữ một hai câu trong một bài pháp, chúng ta cố gắng giữ một hai câu. Rồi trong nhiều cái bài pháp như vậy, bắt đầu trong nhiều cái giáo điển, giáo nghĩa như vậy, trong nhiều cái sự tu tập như vậy, chúng ta góp nhặt. Rồi đến một lúc đó, đến một lúc thì giọt nước nó sẽ tràn ly, hay là một chỉ một điểm nữa cuối cùng là chúng ta sẽ chứng đắc, mà nghe xong được tịnh lạc chỉ một câu thôi. Đây là một điều mà đòi hỏi cái người đệ tử đã có sự tu, cũng như cái anh chàng đồ tể này. Đó, anh chàng không phải là đồ tể đâu, mà cứ như là cái người mà chuyên giết đó, giết nhiều người như vậy, trăm trăm ngàn ngàn người nha. Thì đây chính là cái điều này, như ông ta đã có một cái tiền duyên quá khứ đối với ngài Xá Lợi Phất, chứ không phải là không nha. Và như thế thì ông ta khéo tu tập, và ông ta khéo coi như là dùng một cái thiện pháp, cái thiện sự của ông ta, nó đã trở thành Ahosikamma, nó vô hiệu nghiệp, và ông ta chứng đắc quả dự lưu. Cái người mà tướng cướp mà sau đó mà thành một cái người mà chuyên giết người đó, nó như là một đồ tể, như là chuyên giết á, và một đao phủ thủ. Theo cái tòa án, tức là một cái thi hành án lớn. Thì đó, nó không phải là đơn giản, mà chính là ông ta đã tạo nhiều cái thiện sự, thiện phước rồi, cho nên vượt qua mấy cái Ahosikamma, cái vô hiệu nghiệp được. Thì kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta nhớ rõ, một câu không bằng cái ngàn câu. Ở đó nói tức là cái gì? Dù chúng ta có một học nhiều quá mà chúng ta không thực nghiệm, thì như là muỗng trong nồi canh, không nếm được cái vị canh. Cũng là cái lý hay. Đó chính là cái gì? Bàn xuông, lý xuông nhiều, cái lý thuyết nhiều mà không có sự thực nghiệm, thì uống cho công phu uống cả một đời ai. Thì như điều mà chúng ta chỉ thọ trì một pháp, hạn như là thọ trì sự kham nhẫn, thọ trì sự tinh tấn, thọ trì sự trí tuệ, thọ trì cái niềm tin, vân vân, ở một cái pháp nào đó, thì nó cũng mang lại cái kết quả an lạc cho đời này và cả đời sau. Và đó cũng chính là cái hành trang cho chúng ta ở kiếp đây sinh. Xin có đôi điều giảng thuyết trên cái câu pháp cú 100 là như vậy. Kính cảm ơn Đức Tịnh Đạt đã giúp đỡ chúng tôi buổi đầu trong cái thích nghĩa, trong cái duyên sự, và đã trình bày một số cái lý của câu pháp cú hôm nay.
xin cảm niệm công đức của đại đức, và cũng như là xin lỗi đến cáo lỗi đến toàn thể đại chúng, và xin nếu có điều chi sẽ thất kinh ngưỡng, mong quý vị quan hỷ cho kính chấm dứt thời gian thức nơi đây trước khi giúp đời kính dân Phật phước lành đến đức trời thích tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì pháp, tức là các vị chư thần chư thiên ở tại chùa Bù Đức, ở tại chùa Quảng Nghiêm, các vị chân linh giác linh ký linh, những chúng sinh có mặt tại nơi đây, xin cho quý vị hộ trì cho chư tăng và Phật tử được an lạc, được tấn quá, và xin quý vị hộ trì cho nạn dịch COVID chóng đi qua để tất cả chúng sinh được an cư, được lạc nghiệp, mong cho tất cả chúng sinh đều được an vui, được tấn quá trong Phật pháp. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Sapa đề quan tâm sắp bồng ra nội phà về nơi xa đà sở thị công quan chủ tề đạo quan tu sắp mạng đại lăng ra khăn tu sapa đề quan tâm sắp bên hầm ma nội phà về nơi xa đà sở thị công quan chủ tề đạo quan tu sắp bồng mạng đại lăng ra khăn tu sapa đề quan tâm sắp bằng khá ma về nơi xa đà sở thị công quan chủ tề tất cả hạnh phúc đang có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tịnh thành tâm bảo, cho được